các phát triển và ứng dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực tài chính với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân, hợp tác giữa Tima và NCB được thiết lập trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng hiện có, phát huy lợi thế của mỗi bên, từ đó phát triển mở rộng, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường của các bên. Theo thỏa thuận, Tima và NCB khẳng định tăng cường quan hệ hợp tác, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác chiến lược lâu dài, bền vững điểm nhấn trong lễ ký kết hợp tác lần này là việc ncb và tima ra mắt dịch vụ quản lý tài khoản cho người cho vay trên sàn tima theo thỏa thuận của hợp tác này tiền của người cho vay sẽ được ncb quản lý việc giải ngân cho người vay được người cho vay thực hiện một cách rất đơn giản thuận tiện và an toàn bên cạnh đó thông qua sự hợp tác giữa hai bên ncb không chỉ có cơ hội gia tăng tập khách hàng hiện hữu mà còn có cơ hội tăng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số và các dịch vụ thu phí khác đồng thời phát triển dịch vụ ngân hàng số nói chung như công nghệ trí tuệ nhân tạo, AI, trong tìm kiếm khách hàng, công nghệ phân luồng hồ sơ tự động, công nghệ quản lý khoản vay. Hiện sàn Tima có 40.127 đơn vị, cá nhân cho vay và hơn 4 triệu người vay trên các nền tảng. Mỗi ngày sàn xử lý gần 5.000 đơn vay. Tổng số tiền kết nối giải ngân qua sàn Tima đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ. Vào tháng 4 năm 2018, Tima lọt top 10 công ty dịch vụ công nghệ thông tin và phần mềm xuất sắc nhất Việt Nam do Hiệp hội Phần mềm Việt Nam bình chọn.